Xin chào các quý vị khán giả nhé. Chào mừng quý vị đến với kênh của mình. Lại là mình Leo đây. Hôm nay Leo sẽ tiếp tục hướng dẫn quý vị bài nhảy Michael Learnthrop là Take Me To Your Heart theo phong cách Dan Finis. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng vào bài. Thì trong bài nhảy này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 tổ hợp chính. Và bây giờ Leo sẽ đi tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Tổ hợp số 1, 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2, đếm 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tổ số 3 thợ chuyển đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok, bây giờ Leo sẽ đi liền tất cả các động tác để cho quý vị tiện theo dõi nha. Ok, đếm 5, 6, 7, vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tiếp tục 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Sau số lại lặp lại từ động tác đầu tiên. Và bây giờ xin mời quý vị vào phần hướng dẫn chi tiết. Ta sẽ đến với tổ hợp số 1 này. Tổ hợp số 1 thì đầu tiên là chúng ta sẽ có là bước là đưa chân đưa rocking chair là đưa chân lên phải gót lên trước và đưa chân trái về sau nhé. Đầu tiên là đưa chân phải gót này, thu về này, chân trái đưa mũi về sau này, mũi về sau này, thu về. Và sau đó chúng ta chấm chân ngang, đúng không? Thì nhịp đếm như sau này. 1, 2, 3, 4 chấm ngang này. 5, 6, 7, 8 được chưa? Chú ý khi mà chúng ta chấm chân ngang là chúng ta đưa tay và chúng ta đẩy vai theo nhé. Thì chúng ta sẽ có động tác đẹp hơn. Ok. Thì đếm là 1, 2, 3, 4 đẩy này. 5, 6, 7, 8 thu về được chưa? Chân trái làm tương tự như thế, đưa gót chân trái lên, gót về được chưa? Mũi đằng sau về và chúng ta chấm ngang. 5, 6, 7, 8 Ok. Kết hợp cả câu này. 1, 2, 3, 4 đánh tay này. 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Câu thứ 3 thì chúng ta sẽ bước chéo nhé. Chúng ta sẽ có bước đi chéo trụm, trụm đơn đi chéo lên. Bước này 1.2, 3.4 này thấy không? Và lùi về 5, 6, 7 8 kết hợp với tay này. Khi mà chân phải bước chéo lên thì tay chúng ta thấy chưa? Khép bốn đầu ngón tay lại và đưa tay lên. 1 này, thấy chưa?
chụm xuống, chúng ta thả tay xuống, 2 được nhá. Tiếp theo 3 đưa lên, 4 thả tay xuống, được nhá. Đấy, sau đó chúng ta bước chân phải về này thì hai tay đan vào này, được chưa? 5 này, chú ý là cái tay nó sẽ thành như này. 5 này, 6, 7, 8 đúng không ạ? Cái tay khi mà đan về nhá, khi lùi chân phải về nó sẽ là 5, 6, 7, 8. Thì khi mình làm này nó bị che tay mà, đúng không? Làm lại nhá, 2 3 1 2 3 4 5 này. Đấy, tay này đan nhá, được chưa? 5 này, 6 này, 7 này, 8, được chưa? Lặp lại 2 lần tiếp tục. 4 2 3 4 5 6 7 8. Ok. Rồi. Rồi, cả câu thì bạn cứ lặp lại thôi. Tiếp theo đến tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2 thì chúng ta sẽ có là tổ hợp điệp khúc, đúng không? Take me to your heart. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ để hai chân rộng bằng vai này. Để chưa bước ra thì chúng ta sẽ dùng cái phần chúng ta hóc phần bụng lại và chúng ta chỉ di chuyển cái phần thân trên thôi. Cái thân của chúng ta đẩy sang hai bên như này, được chưa? Các bạn hiểu không? Đó. Ok. Thì cái thân nó cứ đẩy sang bên này. Các bạn để tay như này đúng không? Thì cái phần dưới giữ nguyên này. Có phần trên ta di chuyển này thì nó sẽ là 1 2 3 4 được chưa? Gõ. Tiếp theo 5 6 7 8 thì cái phần thân trên chúng ta cứ đu đưa sang hai bên, đu đưa sang hai bên. Đấy, được không? Đấy thì các bạn cứ nhớ rằng là mình quay mặt nhé, cùng hướng này. Thì khi mà đưa này, được chưa? Thì cái thân của chúng ta đưa này, sang phải này, sang trái này, sang phải này, gõ chân, được chưa? Đấy, bên này cũng thế, sang trái này, sang phải này, sang trái, gõ chân phải, được chưa? Tay thì chúng ta nhé, sẽ đưa này, được chưa? Chúng ta khép bốn đầu ngón tay lại, chúng ta đưa bắt đầu từ chỗ cầu vai này, được chưa? Chúng ta mở ra như này, đấy, xuống đây, nó vuốt lên rồi lại, như này, mở lên. Đấy thì cứ như này là 1, 2, 3, 4, tiếp theo 1, 2, 3, 4 tiếp tục này, 5, 6, 7, 8 thì cứ một lần thế là 4 nhịp, ok? Rồi, vào nhá, ok, đếm này, 2, 3 này, 1, 2, 3, gõ chân trái này, tiếp theo này, 5, 6, 7, 8, gõ chân phải này. Tiếp tục câu số 2 này, thì chúng ta chỉ chấm mũi chân và đánh tay ngang vai thôi, đúng không? Thì cái chân phải chấm mũi chân lên này, 1 này, thì khi mà 1 thì chúng ta đánh tay trái ngang vai ra, 1 này, được chưa? Thu về 2 đúng không? Tiếp theo chân trái làm tương tự như vậy. 3 thu về 4 tiếp tục. 5 thu về 6 và 7 thu về 8. Đấy, thì hai cái bước đều như nhau nhá. Đếm này 2 3 này. 1 2 3 gõ này. 5 6 7 gõ đánh tay này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok được chưa? Rồi. Cái câu số 3 thì dễ thôi, nó chỉ là bước 2 step sang ngang. Kết hợp với cả ngón tay chúng ta nắm lại và chỉ ngón trỏ này, được chưa? Chúng ta đưa một cái vòng tròn bán nguyệt, đưa từ vòng tròn từ đây sang đây. Đấy, trong vòng 4 bước chân nhá. Nó sẽ là 1 2 3 4 là cái này thả xuống thì được tay trái này. 5 6 7 8 cái này dễ rồi đúng không? Tiếp tục. Động tác cuối cùng này thì bây giờ chúng ta đưa gót chân ra và chúng ta gập cái tay này, chúng ta mở xuống theo cái chân nhá. Thì sẽ là 1 này, 2 thu về này, 3, 4 cái tay như này nhá, 5, 6, 7, 8, 4 lần người ta duỗi tay ra này, thu về này, duỗi tay ra, thu về đúng không? Tất cả cả 3 động tác này, 4 động tác luôn này, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, lặp lại thêm, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, ngón tay chỉ này, 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và lặp lại lần này đếm nữa, được chưa? Ok, là hết. Ok, rồi, giờ mình sẽ sang đến tổ hợp cuối cùng nhé, tổ hợp chuyển đoạn. Sẽ có một cái đoạn sau khi kết thúc xong, sẽ có một cái đoạn mà chúng ta làm sóng cơ thể ngược, thì chúng ta đưa lòng bàn tay phía trước này, đưa bàn tay lên phía trước này và làm sóng và thu tay về đây, đấy, đúng không? Đây, đưa ngược lên này, thả thu về, đấy, đưa ngược lên thả thu về, ok. Rồi. Tổ hợp chuyển đoạn này, đầu tiên là nhịp kép nhá, ở kia sang chân này, 1 này đưa chân phải sang này, thu về 2 này, đưa chân phải sang chuyển trụ luôn, 3 này chấm chân trái vào trụ, 4 đúng không ạ? Nên các bạn ý này, chân này 1 sang này mũi chân nhá, thu về 2 mũi chân nhá, 3 là chuyển trụ nhá, 4 là trụm chân về. Đó. Tiếp theo bên này cũng làm tương tự như thế, chân trái 5 này, mũi chân 6 này, chuyển trụ 7, thu chân về 8 đúng không ạ?
Thường thì mình sẽ có động tác là chỉ hai ngón mà chúng ta để như này, ok. Có nghĩa là chân ta đưa ra hai lần, 2, 3 đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 là chúng ta đi nhịp đơn nhé, nhịp single step này, bước sang này, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Câu thứ 3 là chúng ta nháy cha cha và đi hình zig zag, được chưa? Hai tay quay, tầm bông, được chưa? Chân phải 3 và 2, được chưa? Chân trái 3 và 4 và chúng ta lùi chân phải, gõ cả hai tay đấm gõ xuống này, 5, 6, 7, 8, câu 4 làm tương tự câu 3, 4 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8.